sao được ạ? À? Được. Đi xuống cái kia chặn nước. Hướng biển nó mất tiêu rồi. Giờ lên này loạn rồi, không biết. Thấy gì không? Anh có thấy gì đâu? Không, em chụp hình anh rồi. Không, không, anh... Nhưng mà anh không thấy gì hết. Anh chưa thấy gì? Rung ghê quá. Chị chắc là tội. Kêu em á, nó tiền cho nên nó tốt. Không được rồi.